có trả lại lại đất cho em. Mày xuống đó nè. Qua nhà không? Cho gia đình. Đi con. Chị nghe là chị dựng đất, chị dựng nhà ở đất nhà em. Hôm nay em lên cũng lâu rồi, hôm nay em lên em chị có trả lại đất cho em không? Sao em lại nói thế? Đất này ngày xưa bố mẹ để lại cho anh chị mà. Giờ chị anh chị ly hôn rồi. Phần đất này là của nhà chị. Có trả lại đất cho em không? Giờ em không cho chị ở, chị biết ở đâu. Em có sổ đỏ đây, chị xem trả lại đất cho em. Giờ em không cho chị ở, bây giờ chị biết ở đâu? Em không biết, em quyết định rồi, em không cho chị ở nữa. Chị ở lâu quá rồi, giờ em muốn lấy đất. Bây giờ em không cho chị ở, chị không biết ở đâu, chị không tin đâu.
đi vào lấy đồ đạc về ra ngoài. Chị không đi đâu. Gì? Đây thì có đây rồi. Chị không ở, chị không đi đâu. Để ra, để ra hết. Này không được ở. Các em đi làm thế. Giờ em có sổ đỏ đây rồi. Em gửi các chị với cháu ra hết. Đất này là đất ngày xưa bố mẹ để lại, chị không biết đâu, các em đừng có làm thế. Ra cái khác ở, bố không cho ở đây đâu. Các em đừng có làm thế. Em không có đồ, đồ chị. Không biết đâu. Em đừng vứt đồ chị, chú chị xin các em đấy. Chị không có chỗ ở đâu. Vứt hết ra ngoài em đừng có vứt chị xin đấy. Ra ra chỗ khác ở đi, bây giờ chị đất của em rồi. Chị không có chỗ ở đâu. Vứt ra hết đi. À, dọn chỗ ra ở chỗ khác đi. Em cho chị ở nữa. Có chỗ đi. Ngày mai em lấy đất rồi. Chị biết là con mình đâu lên con. Đây, đồ của chị, em chỉ cho chị thời hạn là 3 ngày thôi. Chị ở đâu thì ở nhá. Chị xin em đi giúp đồ. Giờ không có chỗ nào đi rồi, em xin chị. Chị xin em đừng đi nữa, đừng vứt đồ chị nữa. Thì có thời hạn 3 ngày là chị chuyển hết đồ cho em. Em lên lấy đồ. Chị biết đi đâu. Bỏ tay ra.
con ấy, mình có biết đi đâu ở nhỉ? Hay ở đâu nhỉ? Được, ở đâu nhỉ? Xem cái chỗ này.
lắm á. Lấy đá về đây cho mẹ. Mẹ đi tìm cái đá nó bị đẹp đi. Ở tạp thôi nhờ. Thế nào ạ? Mình đi tìm được đất ở mẹ. Nó chuyển đi nhờ. Không có khó. Con ở đây nhé. Khi nào tìm được đất mình mới đi ở nhờ.
con đói cơm. Đói cơm á? Thế mình đi tìm gì ăn? Giờ ở đây có gì ăn? Đi cất chăn, cất vào đây. Mẹ xanh nên ăn không mẹ? Có. Để mai mấy hôm nó chín nữa. Ui, con muối nữa. Có quả chuối rồi vậy. Quả thối à, quả này ăn đi. Dạ.
con lấy bó khoai nhé, mẹ đi tìm củ nhé. Bóc lên này. Chờ. Dưa bao không? Hai quả cho đủ hai mẹ con mẹ con mẹ. Buồn à. Còn đốt gì ấy? Cái này chuối rồi gì ạ? Con này không đủ cây đâu, con to lấy cho mẹ một cái nữa.
ăn quả này rượu. Dạ con nghịch cái gì ấy? Con này sửa qua như đứa tôi con cho nó.
sao con lại ở đây? Con tìm thấy bố mẹ chưa? Con tìm thấy. Sao con ở đây? Con đi tìm măng. Thế con tìm thấy bố mẹ chưa? Con tìm được. Bây giờ con ở với bố mẹ. Rồi. Con tìm thấy bố mẹ, con ở nhà với bố mẹ tốt lắm. Con đi hỏi bố mẹ xem có chuyện gì không thế. Đấy, xung quanh chỗ này này, chị cho em ở xung quanh chỗ này, từ đây đến đây đến kia. Vâng, cho em ở. Em cảm ơn chị lắm. Dạ, em cảm ơn chị nhé. Không có gì đâu, em cứ làm nhà ở đi. Nhá, chị về đây. Rồi, con cảm ơn lòng nhá. Khi nào mẹ ở đây cảm ơn. Khi nào mẹ ở đây con sao mẹ chơi nhá. Thế mẹ con về nhá. Cảm ơn chị rồi nhá.
lên đấy làm gì? Con nằm xuống đấy. Ươn mẹ mang đi phơi á. Con quả áo ươn không? Để lấy quả áo thai đi. Để lấy can đi phơi, lấy mang đi phơi á.
con đi ở kia đi con. Dạ, con chào mẹ nhá. Thank you.
con à, vợ buổi mình đi rồi con có ở đâu không? Con là gì đó? Bây giờ mẹ muốn về ở nhưng mà có con bé sợ họ lại buổi mình đi. Khổ thân con gái mẹ đi theo mẹ cũng có nhà ở nhá. Bây giờ mẹ cố gắng làm nhà ở nhá. Làm kiếm thật nhiều tiền cho con đi học nhá. Sau này mẹ sẽ cho con đi học nhá. Bây giờ con đi mệt đi xuống dưới ở đi xuống dưới con ngồi ở dưới đường đây nữa. Dạ, cô ở dưới chân là lên à? Mệt quá. Con, mệt làm á? Mệt thì nghỉ đi, mẹ có làm được hả? Con à, con ở đây nhá, mẹ đi lấy cơi về dựng nhá. Con ở đây hôm mẹ đợt đậm như này, nếu mà mệt quá đi lều kia nghỉ nhá. Mẹ đi lấy cây ạ.
con đây nhá. Con thì theo được đâu, mẹ đi xa lắm ấy, mẹ đi nghỉ chơi về làm nhà ấy. Về con về đây làm gì? Con ở đây
con đợi mẹ lâu không? Nhưng có con. Đúng không? Dạ, mưa con ở đây nhá. Thế em vất vả quá, chị mang mấy cái nồi với lại ít gạo về cho em với cháu. Vâng, để nấu ăn em cảm ơn. Em lại làm phiền chị. Cảm ơn em. Thế nhá. Bà về nhá. Em cảm ơn chị nhá. Cảm ơn con nhá. Hôm nào lại xuống với mẹ chơi nhá. Chị ơi em cảm ơn chị nhá. Quả con đây nhé, để đi lên thôi.
cô đồ ăn cơm. Đồ cơm á? Ừ. Nhưng đợi mẹ tí, mẹ làm cho nhá. Ừ.
này sút đất này.
con còn bên kia nhé. Đầu bên kia con. Ôi mày chặt dây ngắn rồi. Con này. Mang con dao về cho mẹ dưới. Nhanh lên. Cái chắc nhanh hơn mà nhỉ.
con à, con thôi mẹ nhá. Đây hồi mẹ cầm. Lười á? Thấp chị, thấp chị, thấp chị, thấp chị. Được. Quay. Này. Lấy dây cho mẹ. Dây đây. Cầm ở dưới nhá. Quá. Dạ về đây hôm nay. Đây hôm nay. Hôm nay mở. Cầm. Thank you.
bên nhầm rồi con. Dạ, lấy đi. Con lại hồi mày nhấc bên này rồi con. Cái này nó không phải gì. Chúng. Cái này nó không phải gì.
mẹ cơm nào. Vừa chưa? Cho mẹ một cái. Tôi về nhà. Con về đây giữ cho mẹ.
tên Tuấn. Con xem mẹ nhá. Gia đình có ai ở nhà không? Dạ. Có ai ạ? À? Nhà không? Dạ có ạ. Dạ. Anh gái ạ. Vâng, chào em nhé. Anh ở ủy ban xã đến. Đây có ông anh nữa. Hai anh em đến. Đi vào nhà. À, anh thay mặt ủy ban nhân xã đến với gia đình em. Nghĩa là em một mình vất vả neo đơn, vất vả nên là anh cũng chỗ ủy ban xã cũng có một cái giường để đến tặng cho em gia đình. Mong cho là em về tương lai em sẽ cố gắng để duy trì nuôi con cái học tập cho tốt. Thì cũng thay mặt ủy ban xã cũng có đi một chút quà đến cho gia đình. Vâng, em mong rằng sao cùng em với lại các con cố gắng là tuy là nó giường không được đẹp mấy nhưng mà nó cũng còn tốt thôi, nên là anh cũng đề nghị ủy ban xã là cũng cho tặng gia đình mình luôn. Vâng, cái này là em kê tìm chỗ kê sau là vẫn ngủ nghỉ được giường này. Vâng, em cảm ơn anh và ủy ban nhân dân xã. Vâng. Bây giờ em cũng đang khó khăn ấy. Em rồi. Rất mong món quà này là có ý nghĩa đối với em. Đúng rồi. Tuy món quà nó rất nhỏ bé thôi nhưng mà không sao là giúp em và các con nó có chỗ ăn nghỉ nó đàng hoàng nhé. Cố gắng học nhé. Vâng. Thì nhớ đồ anh ai xin phép về nhé. Vâng. Cảm ơn anh nhé. Cố học nhé. Cầm mì khô nè. Con rau mẹ luôn bán rồi. Con đi lấy cái dây đi.
Tít nhá. Tít tít cả. Mẹ chín nuôi, mẹ chín nuôi, chín nuôi. Chín nuôi. Lên qua bên kia. Lăn đi. Lăn như thế này này. Thế này này. Dạ, nhìn này. Cây đây, con đây. Cái này này. Đây, con làm đi. Nó bằng nhau nhé. Bằng nhau chưa? Ôi, lấy vào mà, giờ không vào nhỉ. Ủa bàn đấy thôi.
Vâng ạ. Rửa vặt cho người rơi cho mình. Đây, đây, đây. Đây, đây này, sổ vào đây, con. Ở trong sổ đây. Bên kia, đúng thế con. Sổ kia về. Dạo này đơn của mẹ nó. Ui. Nhẹ lắm. Dạ, rơi cho mẹ nào. Con hồ mẹ rú trên này. Đi đổ đấy.